Xe đấu luôn hả? Chuẩn bị xuất phát. Ô tô đã xếp hàng chuẩn bị theo thứ tự từng đội một.
ơi. Đội Dương Comesco Đồng Tháp. Và chúng tôi xin được mời tập thể toàn bộ các thành viên thuộc các ekip sẽ tiến lên sân khấu. Ở vị trí thứ nhì là đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Và ở vị trí thứ nhất xin được chúc mừng ekip Malai Đồng Nai.